Video ngày hôm nay được mình thực hiện với một khoảng thời gian rất là dài đấy. Video đầu tiên được quay vào ngày 29 tháng 1 năm 2020. Sau khi mình thực hiện khoảng 2 đến 3 bài vẽ thì mình đã có một suy nghĩ: ủa, vì sao không nhân dịp cái bài tập hay như thế này mà lại không quay một vlog nhỉ? Ha 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 ha. Đây là những bức tranh kỹ họa mình vẽ dùng cà phê làm tông màu chính nhé. Có nghĩa là mỗi bức tranh của mình đều sẽ có chất liệu là cà phê ngay trên bài vẽ đó. Chủ yếu của mình cũng là cà phê, trên tất cả tranh mình vẽ đều liên quan đến cà phê. Giờ thì bắt tay vào làm thôi. Nhưng mà trước khi vào video thì đừng quên nhấn nút like và subscribe bên dưới cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ nói qua về cái bài tập này nhé. Đây là một học phần xâm nhập thực tế kỹ họa đa chất liệu. Ở đây chất liệu là tự do nhạy các bạn. Bạn có thể dùng bút sắc, sáp màu, phấn màu, màu nước hay là than, vân vân vân. Kích thước là lớn hơn hoặc là bằng khổ giấy A4. Chủ đề cũng là tự do và nội dung của bài tập này là phải vẽ 35 bài bức kỹ họa cùng chủ đề. Mình nhớ không nhầm thì khi mà thầy ra cái bài tập này là từ cuối tháng 12 ấy các bạn. Và ra Tết là tụi mình sẽ nộp cái bài này là khoảng giữa tháng 2. Nhưng mà cũng cảm ơn những cái tháng ngày nghỉ dịch mà đã dời deadline tới tầng 5 tháng. Đây là những bức chân dung những người bạn của mình trong những chuyến đi cà phê tám chuyện trong những ngày trước Tết và ra Tết. Những buổi đi cà phê của bọn mình đều phải chụp ảnh lại, thậm chí là phải chụp ảnh những cái người mà ngồi xung quanh, những người lạ, hay là thậm chí mình phải sử dụng những cái ảnh cũ nữa các bạn ạ. Miễn sao đừng lấy ảnh trên mạng là được. Đây là cảnh nhìn từ trên cao xuống của quầy cà phê, đó là anh cà phê. Chỉ chụp vội chỉ một tấm thôi và cái góc đó cũng rất là đẹp các bạn. Và đừng quên vài điểm nhấn cà phê lên nhé. Đó là khay bánh trứng, trà atiso, trà xanh kem chi ở Midori cà phê. Và một buổi trời tối mưa lạnh đi cùng với con bạn Desmay của mình. Quang cảnh của quán cà phê cộng ở đường Bến Nghé trên giấy đen và mực trắng. Bức kỳ họa ở The Coffee House này mình rất thích bởi vì bức tranh nó có chiều sâu của không gian và rất là đẹp. Đương nhiên là tất cả tranh này đều sử dụng cà phê, cũng có nội dung là cà phê và đặc biệt là có mùi thơm của cà phê. Khi vẽ những bức kỳ họa này, mình rất là tỉnh táo bởi vì mùi cà phê thôi là cũng làm cho mình đủ tỉnh rồi. Nhưng mà mình cũng cảm thấy tiếc rằng khi mà vẽ thì có mùi cà phê rất là thơm. Nhưng mà để lâu sau một thời gian dài, đến lúc mà mình nộp bài là cái mùi thơm đó cũng bay đi hết rồi. Vậy là cuối cùng sau một thời gian dài thì mình đã hoàn thành 35 bài bức kỳ họa đa chất liệu. Quá trình làm của mình cũng phải ghi ra trên giấy nốt để theo dõi số lượng tranh mà mình đã vẽ. Giờ thì kiểm tra xem lại tất cả số bài của mình đã vẽ nhé. Tất cả số bài này là những chuyến đi cà phê gom nhặt từng tấm ảnh. Và trong đó có hai tấm ảnh mình lấy từ story trên Instagram của vài bạn mà mình follow và mình cũng xin cảm ơn các bạn nhé. Lịch nộp của cái bài này đã được hoãn đi hoãn lại rất là nhiều lần. Nhờ vậy mà mình cũng có thời gian chậm rãi, không phải gấp rút cho lắm. Ôi, công sức mà vẽ được 35 bài này cuối cùng cũng xong rồi. Bây giờ thì chuẩn bị treo bài để chấm bài thôi. Đến tận ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5, mình sẽ đi mua giấy A0 và treo bài lên. Vì có chủ đề và tông màu là cà phê
nên mình sẽ mua loại giấy cứng màu nâu này nha. Tổng cộng là mình cần để 5 tờ mới treo đủ 35 bài ký họa của mình. Mình phải trải ra nền nhà để dán các tờ A0 lại với nhau, rồi mình sẽ ướm tất cả các tranh, sắp xếp bố cục các tranh để nhìn hài hòa vừa mắt hơn. Cái việc mà sắp xếp này thì nó hơi bị lâu vậy các bạn, mình phải nằm bò trường lên cái tờ giấy luôn. Mình sẽ dùng cái sợi giấy này là giấy gấc để làm cái giá treo tranh. Đấy, siêu to luôn, như là cái tháp đỏ vậy. Mình sẽ ghi tiêu đề, chủ đề của bài kỹ họa này. Tất cả các tranh được dán kéo lên và giờ thì mình sẽ cuộn lại và mai đem theo nộp thôi. Các bạn ơi, 35 bài của mình khi treo lên vẫn còn giữ một khoảng trống nên mình phải vẽ bức thứ 36 ngay trong đêm nay luôn. Vâng, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5. Sáng hôm nay chúng mình đem bài lên nộp và treo lên đây. Mọi người lập chúng mình đang rất là tích cực dán bài để treo lên đây các bạn. Giờ mình phải lột kéo bên dưới này nhé. Đương nhiên bên dưới cũng cần có ghi tên của sinh viên nè. Ta đa, bài mình và bài của con bạn của mình cùng sạc rạc nhau luôn. Và đây là bức thứ 36 của mình nha các bạn. Đến lúc chúng mình được mời ra để các anh đại ở nhầm, để các thầy vào cuộc chấm bài đấy các bạn. Tụi mình cũng rất là hồi hộp và lo lắng luôn các bạn ơi. Trời ơi, nó hồi hộp gì đâu á. Hồi hộp mà tim đập bịch 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 bịch. Giống như là chịu không nổi luôn, quá sợ luôn á. Sợ, sợ hồi hộp, sợ, sợ bị xỉu á. Nó hồi hộp quá nó bị xỉu. Ủa la la, 8.5 mà các bạn. Với cái số điểm này thì cũng khá xứng đáng với cái thời gian qua mà mình đã làm nên bài tập này. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn để những chuyến đi chơi cùng với những người bạn của mình, à, những người xa lạ đã góp mặt làm mẫu để mình làm nên 35 bài vẽ kỹ họa này. Vậy thì video ngang đây cũng hết rồi. Mình mong là các bạn sẽ thích quá trình làm những cái bài tập như thế này. Và bạn nào thấy mình có trong tranh kỳ họa của mình thì các bạn hãy comment về bên dưới cho mình biết nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn follow mình ở Facebook và Instagram Milole. Và cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã xem video này. Bye bye.